Hello, xin chào cả nhà. Và mình vừa mới tắm xong, vừa mới đi làm thoa dầu dừa xong. Mình vừa mới tắm xong thì các bạn có thể xem được cái làn da này ha, nó rất là căng bóng ha. Rồi mình cảm thấy là nó trắng da hơn nữa các bạn, tại vì nó có chanh á, nó cho nên nó sẽ trắng da hơn đó. Và bây giờ mình sẽ quay lại cái khúc mà y như là mình sẽ trét lại trên mặt của mình đó ha, cái dầu dừa đó. Rồi cái lotion dầu dừa, nước cốt dừa với lại chanh á đó. Mình sẽ trét lại xong rồi mình rửa mặt đó, mình sẽ quay lại review lại cái khúc đó cho các bạn xem nha. Đây là cái chanh hồi nãy mình vắt xong á, cái mình bỏ cái vỏ vô đó luôn để mình trộn lại luôn ha, để mình lấy cái đồ để mình thoa nè. Hồi nãy mình mới gội đầu xong á các bạn, xong rồi mới quấn tóc lên á, tóc ướt nhẹp xong rồi quấn lên á, vậy nãy nó ướt nhiều thùm lum nè đó. Rồi quấn vô miếng nó không được gọn ghề. Ok đó. Thì đó, tại vì cái chanh đó các bạn, nó có tác dụng là nó làm trắng da nữa, nó sẽ tẩy đi tế bào chết rồi nó sẽ làm cho trắng da đó, diệt khuẩn rồi đó. Nó rồi những cái nơi mà những cái vùng da mà bị sẫm màu như là cái cùi chỏ hay là cái bẹn đó các bạn, tức là ở giữa hai cái chân y là người ta hay nói là cái bạn á, y là ở cái vùng đó thì nó sẽ hay bị đen á, các bạn có thể chà lên để cho nó thấy cái sắc tố đen của cái da đó ha. Đó thì theo mình nghĩ á, thì các bạn có thể sử dụng lotion này, cái chất dưỡng da, nước cốt dừa với lại chanh á, thì các bạn sử dụng là một tuần các bạn sử dụng là hai lần thì nó sẽ cho cái hiệu quả tốt hơn ha. Đó. Chảy xuống. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ massage nha. Massage xong rồi mình sẽ đợi khoảng 50 phút gì đó là mình sẽ rửa lại với nước lạnh nha. Tức là khi mà các bạn hồi nãy mình đã nói rồi đúng không? Khi mà các bạn muốn thoa cái lotion này lên thì các bạn phải làm sạch cái vùng da trước, tức là bạn sẽ tắm trước, tắm với xà bông trước cho nó sạch, cho nó thoải mái rồi bắt đầu các bạn mới thoa cái chất này lên ha. Thì đó, mình sẽ đưa gần lại cho các bạn xem nè. Đó, các bạn thấy là ở trong đây nó có cái xác của dừa nữa đó. Đó. Đó, nó mình khi mà mình massage có cái này nó massage rất là tốt các bạn. Đó, massage đều hết ha. Thì đây là một cái lotion với chi phí rất là khá là rẻ ha các bạn. Chanh các bạn sử dụng một trái, nước cốt dừa thì các bạn chỉ cần mua 10.000 là các bạn có thể sử dụng toàn thân luôn ha, từ đầu tới chân luôn một lần sử dụng. Hoặc các bạn sử dụng không có sử dụng tóc á, thì các bạn sử dụng, có thể các bạn sử dụng được hai lần á, tức là một lần các bạn sử dụng chỉ 5.000 thôi, rồi phần còn lại là các bạn để trong ngăn mát cái tủ lạnh á. Khi nào các bạn xài tiếp mà các bạn phải cột kín lại nha, cột kín lại cái bịch, cột kín lại khi nào mà nó hết, khi mà nó hết khi mà mình sử dụng được phân nửa, còn phân nửa mình bảo quản thì mình sẽ cột kín lại, rồi bắt đầu mình bỏ vào ngăn mát, rồi cái lần sau mình sử dụng tiếp thì mình chỉ việc mở ra và sử dụng bình thường đó. Các bạn có thấy cái dừa nó cô đặc lại không nè, nó sẽ rít lại này không đó. Rồi các bạn có thấy được cái dầu nó nổi ở lên trên không đó, để mình cho bạn
xem nha. Đó, cái dầu nè, các bạn có thể thấy được cái chất dầu không? Đó. Trên cái da của mình này. Đó. Ôi. Làm không còn nữa. Rồi, và bây giờ mình chuẩn bị một chai nước. Cái này là nước ở nhà mình bán nè các bạn, đi qua xe ha. Đây là nước của Bình Dương sản xuất, công ty cổ phần nước môi trường Bình Dương, đi qua xe. Thì ở đây lúc trước thì ở gần cái khu mình á, người ta chỉ xài những cái nước mà dạng cái bình nguyên một cái bình bự các bạn. Thì cái bình đó như khoảng 10.000 hay nhiêu á, nhưng mà cái nước đó nó không có đảm bảo chất lượng á. Xong rồi cái mới chị mình mới nhập cái nước này về để mà cung cấp cho những người xung quanh, người ta sử dụng cho nó an toàn á các bạn. Thì nói chung là người ta cũng rất là thích, tại vì cái nước này cũng là chất lượng các bạn. Tại vì không phải là do cái công ty ở bên ngoài, đây là cái công ty của nhà nước á, ở cấp thoát nước môi trường Bình Dương á, người ta sản xuất, cho nên là nói chung là cũng an tâm hơn ha. Ok, và bây giờ là mình nghĩ là ok rồi đó, cho nên là mình sẽ rửa cho các bạn xem nha, review rửa nha. Đây. Khum khum ra đây miếng để ăn nó ướt nhẹp nữa. Rồi rửa nè. Đó, mình rửa rồi cũng. Thôi mình đợi mình quấn tóc lại các bạn ơi. Thiệt tình luôn á. Và bây giờ mình rửa tiếp nha các bạn. Đây, mới quấn tóc lên tự nhiên cái nó bị sút cái tóc ra. Đó, mình sẽ rửa ha. Thì cái này các bạn chỉ cần rửa lại với nước sạch thôi. Đó, các bạn có thấy là chất dầu nó trên da không? Đó, đó là cái dầu dừa các bạn, nó còn động lại để mà nó cấp ẩm cho cái da đó. Đó. Đó, mình rửa ở dưới cổ nữa nha. Đó. Đó. Đó, rửa xong hết rồi ha. Rồi, bắt đầu mình sẽ lấy một cái khăn sạch nhé các bạn. Đó, mình sẽ lấy một cái khăn sạch để mà mình lau cái phần nước. Đó. Đó, mình sẽ lau lại cái phần nước. Đó, và bây giờ mình sẽ lau nha. Đó, lau cho nó khô thấm cái nước á. Tức là khi mình các bạn lau cái mặt á, các bạn chỉ cần chậm chậm như thế này thôi, các bạn đừng có lau rất là mạnh như thế này, nó sẽ cái da nó sẽ bị chảy xệ các bạn. Đó. Đó, mình sẽ chậm chậm như thế này á, nó là xong rồi đó. À, xin chào các bạn, và mình đã quay trở lại về rồi đây ạ. Và mình mới chải tóc ra để cho anh đừng có rớt để quấn cái khăn hồi nãy giờ anh cứ xúc hoài rất là bực bội, cho nên mình sẽ đi chải cái tóc ra trước, rồi mình sẽ cho các bạn xem đây cái làn da ha. Nó sẽ có một cái bóng này đó, các bạn thấy không? Đó, mình sẽ đưa cho các bạn xem nè. Nó sẽ có một cái rất là bóng à. Đó, và khi các bạn sờ lên rất là mịn các bạn, và cảm giác rất là căng á, nó cái da rất là căng. Đó, thì chính vì vậy mà mình rất là thích để mà sử dụng cái lotion này ha. Đó, thì mình sẽ đi ra ngoài sáng cho các bạn xem nè, đó cái làn da này không. Đó, nó sẽ cảm giác là nó sẽ trắng hơn một xíu rồi đó các bạn. Đó. Và mình sẽ quay tiếp cái video sau để mà nói như là sau khi mình sử dụng cái lotion dầu dừa dưỡng da để mình trét lên như thế này á, thì sau đó rồi mình sẽ cần để làm gì nữa ha.
Tại vì mình sẽ tách cái video ra, nó hơi dài, các bạn xem nó hơi mệt đó. Cho nên ok, các bạn nhớ đón xem cái video tiếp theo nha. Ok, see you later.